Kính chào quý khán giả của Carolina TV Tuần lễ thứ hai tháng 9 năm 2018 Nhất thể hay tam thể cũng là mèo Nhà báo Phạm Trần biên soạn Trần Hưởng tóm lược và trình bày Thưa quý vị Nếu triết lý mèo trắng hay mèo đen không quan trọng Miễn là nó bắt được chuột Thì thôi Của nhà lãnh đạo cải cách mở cửa đặng tiểu bình đã đưa trung cộng từ một quốc gia chậm tiến lên hàng cường quốc kinh tế thứ hai thế giới sau hoa kỳ thì chuyện nhất thể hay tam thể cầm quyền ở việt nam cũng chẳng khác gì cho đất nước nếu thứ mèo này tiếp tục ăn hại cam phận cúi đầu trước bắc kinh và cứ bám mãi lấy chủ nghĩa cộng sản hại dân đó là hậu quả không cần tranh cãi như đang hồ hỡi và phấn khởi diễn ra ở Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng theo báo đài nhà nước được Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 22 tháng 10 năm 2018. Theo báo người lao động tường thuật thì một số đảng viên đại biểu quốc hội tỏ vẻ vui mừng coi việc ông trọng ôm trọn tập trung quyền lãnh tụ đảng và chủ tịch nước là một chủ trương quyết sách đúng đắn và cấp bách. Nhưng cũng có vô số báo và nhà bình luận bình loạn loạn cao cao đã lạm dụng nhân dân để trơ chén ninh chủ như trường hợp điển hình nhất là ông Vũ Mão, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội nói rằng thì là tôi rất mừng nếu Tổng Bí Thư được bầu làm chủ tịch nước bởi đây là phương án hợp lòng dân. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại biểu Quốc hội khóa 13 cũng nói Tổng Bí Thư đồng thời là Chủ tịch nước là việc hợp ý đảng lòng dân. Thậm chí cử tri Lê Đức Hạnh, phường Kim Mã Hà Nội cũng cuồng nhiệt nói với ông Nguyễn Phú Trọng rằng Dân tuyệt đối tin tưởng, đồng tình ủng hộ và mong Tổng Bí Thư tiếp nhận trọng trách cao cả để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng nhân dân được lâu hơn, nhiều hơn vân vân. Đó là theo Đài tiếng nói Việt Nam VOV ngày 8 tháng 10 năm 2018. Ông Nguyễn Duy Quang, tổ trưởng tổ dân phố 38 phường Trung Hòa, cầu giấy, Hà Nội cũng nói rằng tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Trung ương và tin tưởng đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ chủ tịch nước sẽ lãnh đạo đất nước đi tới nhiều thắng lợi vẻ vang nói chung thì toàn là những cổ động viên bẻo mép hớt lẻo chả biết họ đã lấy tư cách gì mà cứ mở miệng là lôi nhân dân ra đứng đầu lưỡi để phô trương cho bản thân những chả nhẽ họ chẳng biết dù khi chưa ôm chức danh chủ tịch nước chức vụ tổng bí thư đảng đã dành cho ông trọng mọi quyền lực theo điều bốn hiến pháp đã quy định mặc dù tổng bí thư chỉ là một cá nhân của tập thể lãnh đạo theo nguyên tắc gọi là tập trung dân chủ hay tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách nhưng ông là người đứng đầu đảng, đứng đầu bộ chính trị, cơ chế quyết định mọi việc của đất nước nên ông nắm quyền sinh sát quan trọng nhất của ban chấp hành trung ương đảng, khóa 12 gồm 178 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ê, điều khôi hài là ông Nguyễn Phú trọng không muốn người ta coi ông là người kiêm nhiệm hai chức vụ mà là một người làm hai việc. Ông cũng không thích cụm từ nhất thể hóa vì không phù hợp với hiến pháp khi chưa sửa đổi nhập hai chức danh vào làm một. Trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 8 tháng 10 năm 2018, ông trọng quanh co rằng Việt Nam đã có giai đoạn lịch sử bác Hồ làm chủ tịch nước và chủ tịch Đảng sau đó rồi tách. Đến bây giờ thì không phải vì nhất thể hóa, đây là tình huống. Vừa rồi không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, rất đột ngột mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được trước chữa trị cả năm nay. Khuyết chức danh Chủ tịch nước phải có người làm thay. Bộ Chính trị Trung ương chuẩn bị nhiều phương án thảo luận rất dân chủ trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng Bí Thư ứng cử Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu. Ông nhấn mạnh rằng không nên nói là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Nói tắt thì được nhưng không đúng tiêu chí. Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau không thiên vai nào chính vai nào phụ đồng thời cũng không nói nhất thể hóa nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc theo bản tin của VOA ngày 8 tháng 10 2018 dù ông Trọng có hay không muốn giải bày, ông không phải là người vẽ ra kế hoạch cho ông có thêm chức, thêm quyền hay dẫm lên hiến pháp mà ngồi vào ghế mới. Nhưng rõ ràng ông đã công khai ôm đồ một lúc hai ủy ban quan trọng để chuẩn bị Đại hội Đảng 13 tổ chức vào tháng Giêng năm 2021. Theo tin chính thức thì trung ương quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị đại hội 13 của đảng gồm tiểu ban văn kiện do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban, tiểu ban kinh tế xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng tiểu ban, tiểu ban điều lệ đảng do Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban, tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng tiểu ban. Do đó, dù nhất thể hay tam thể gồm Đảng, Nhà nước, Quốc hội tức lập pháp và Thủ tướng tức hành pháp, thì ông Trọng vẫn ăn trùm như khi chức danh Chủ tịch nước còn sống riêng biệt. Nếu cương lĩnh đảng, điều lệ đảng và hiến pháp đã viết giống nhau thì mọi chuyện rồi vẫn mèo, hoàn mèo thế thôi, dù là nhất thể hay tam thể. Trân trọng kính chào Trần Hưởng Carolina TV